chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì mình lại theo chân con đi 40 của thanh niên trẻ hôm bữa trước làm đây. Buổi làm việc ngày hôm nay là đang xúc đất lên ô tô để dọn dẹp cái phần lề đường của kênh mương dọc ven đường lộ đây. Cái đất này toàn bộ là cái đất mà hôm thi công kênh mương nó thừa nên là bên công trình họ dồn vào một cái góc này. Bây giờ thì máy bắt đầu đến để dọn dẹp để vận chuyển đi. Con kia là con xe hai chân, chất đầy nó được khoảng tầm 14-15 khối đấy các bạn. Bằng thùng nó đã tầm 12 khối rồi. Xúc để đổ vào trong những cái lề đường đang bị thiếu, đoạn này thì thừa. Cái này lọc thì lấy cái phần đất vụn thôi, còn những cái phần bỏ đá thì bỏ lại không lấy. Trước các bạn đây là cái đường mưa, đường kênh. Đoạn đường bê tông này đã được thi công mới hoàn thiện đây. Những các hòn đá này thì được bỏ ra. Lái máy chúng ta đang cởi trần, đang tự sướng ở trong cabin này. Thì xúc lấy những cái đất vụn, đất nhỏ nhỏ thôi, còn phần đá thì đi lấp lề nó rất là khó san nên là không có lấy. Một xe xuất bến đã quay trở về. Đây là xe của công trường luôn, xe của công ty luôn. Ê ui, này là chôn lái xe luôn rồi. Cái phần đất nhỏ này đi san lề thì nó đẹp, vì cái lề đường nó nhỏ bạn. Mình nếu mà mình dùng những cái viên đá mà nó to ấy thì khi lấp vào lề nó rất là khó. Đường bê tông thì hầu như trừ những cái đoạn mà giáp kênh mương như này này thì mới không có lề thôi. Họ làm kín luôn, làm ta ly bằng đá sau đó làm đổ bê tông luôn. Còn những cái lề đường nào nhỏ ấy thì nó không sát mương thì họ mới làm những cái lề đấy. Thì sau này họ chỉ trồng ba cây hoa rồi, hầu như dân họ ra họ trồng những cái
cây hạt vừng thôi. Thi công mọi miền của Tổ quốc luôn. Đường hôm bữa trước mình quay cho các bạn đấy, chắc thì nó phải tầm vài xe này vì nó mỏng thôi, nó không có dày. Đoạn mương này các bạn ạ, đến nó chỉ đâm đến đây thôi, sau là nó quẹo trái đi cặp cái đường này nhìn này, nó lại không chạy theo cái đường máy đang đứng. Lọc đá thì có lấy đất thôi. Quá trời đá luôn. Đây giống như kiểu một cái điểm tập kết. Này thì nó không có mương nữa nên nó chỉ có một cái đoạn lề chút xíu ở chỗ cái máy đang đậu. Sau khi đã xúc được hai xe rồi thì không biết là còn lấy nữa không.
Vậy là lấy khoảng 2 xe đất là đủ bên trái lề đường rồi đấy. Đấy, máy bây giờ sẽ chuyển sang cái công việc đó là đi đắp để hoàn thiện nốt cái lề đường cho công trình. Vậy là không xúc đất nữa. Rồi, video của mình kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo.